chấn động vùng quê. Cô gái thiếu nữ xinh đẹp Thư Kỳ, 24 tuổi, sống cùng cha dượng ở tại Nghĩa Địa. Bây giờ hiện tại ở tại khu vực Nghĩa Địa. Cả nhà ơi, thì cha dượng hôm nay liệu chăng có sẽ xuất hiện tiếp tục hả cả nhà? Liệu rằng cha dượng này thân thế là ai, người như thế nào? Chắc chắn rồi, chắc chắn luôn, chắc chắn mọi người luôn là cái câu chuyện này nó sẽ ly kỳ và hấp dẫn. Hiện tại chúng ta vẫn chưa hiểu rõ được cái gia thế của cô bé Thư Kỳ này, nhà cửa ra sao, và người cha dượng này là thân thế như thế nào mà lại có những cái sự trăng hoa đó. Cả nhà thấy những cái lời ăn tiếng nói của cha dượng rất đáng để chúng ta coi như là chiêm nghiệm, chiêm ngẫm, nên là đang thu hút đông đảo sự thu hút của cô bác khán giả ở trên Facebook, Zalo, TikTok nha cả nhà. Thì tại sao cha dượng nổi bật như vậy, thu hút như vậy, thì sau đây mời bà con cô bác hãy cùng xem đến cuối clip, ủng hộ tụi em nha. Và hôm nay ngày 8 tháng 3 cũng xin chúc tất cả cô bác anh chị em, cô bác nào xem kênh, có thể là một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, sức khỏe và trẻ đẹp nha. Và sau đây mời tất cả mọi người cùng vào câu chuyện. Đừng quên để lại một cái bình luận dài, cảm ơn mọi người rất nhiều. Video mang ý nghĩa nhân văn, bổ ích, hỗ trợ xã hội, giúp đỡ cho bà con cô bác. Em giấu ai trong sau lưng vậy? Em giấu ai sau lưng vậy? Trời ơi, giấu ai trời trời. Có nói tới bạn, nó đang ngủ hả? Bạn của ông bộ em đó. À, bạn nhậu của thằng chồng em, thằng bồ em. À, trời. Ôi, ăn rồi, xong cho đã rồi tập tành ngủ một đống. Ê, nhưng mà sao tiện nó lôi về đây nó chỗ em mà nó nhậu vậy? Ai mà biết đâu, nhậu xong rồi kéo cả bầy cả lũ nập đống nó kìa. Trời ơi, em giờ buồn ngủ chết luôn, không có chỗ em ngủ nữa. Trời đất, thằng bậm nhậu nhờ. Mà nhưng mà nãy giờ tụi nó nhậu nhẹt rồi, tụi nó có rủ em nhậu chung không? Rủ em nhậu nhẹt rồi trời. Em buồn ngủ quá. Thiệt không, buồn ngủ ha, có chuyện gì nữa không? Em buồn ngủ quá mà mấy anh coi đó, bây giờ tập tành cả bầy cả lũ nằm một đống vậy đó. Giờ chỗ đó em nằm không? Ôi ba đứa này anh thấy nó không có ấy tốt đâu em ơi. Thấy mấy nó nhìn nó ấy quá. Nó lưu và ấy đó, và băng quá. Có ai tốt đâu, dòng cái thứ này mà ở đâu mà tốt. Giờ em buồn ngủ chết luôn á. Nhưng mà nãy giờ ba nó nhậu à. Một mình em là phụ nữ con gái mà em dám nhậu với ba thằng à? Đó, em nhậu đâu mà em nhậu. Thằng kia nó nhậu đó. Thằng kia nhậu nó kéo tụ tập về đây nó nằm đó. Em buồn ngủ sớm giờ cũng chết đây này mà không có chỗ đi. Anh đang lo nè bếp. Từ kỳ, tập trung nghe anh nói nè. Anh đang lo nè. Lo là ba thằng đó xê xỉn rồi có làm gì em không? Ôi, cái màu này là tôi nghi. Nằm như xác chết vậy nghĩ làm gì được em? Kêu không biết vậy chưa nữa. Cái màu này là tôi nghi rồi. Thấy rồi, em giống ốm ngán quá vậy kỳ. Buồn ngủ quá. Thiệt không hay là ốm ngán? Buồn ngủ. Ốm ngán quá. Nghi ốm ngán quá. À, cái ông kia chắc tác giả em quá. Buồn ngủ quá. Rồi sao mà? Theo ông mà có phải nên đi bé đưa đi ấy không? Đi khám thai rồi. Khám rồi có thai không? Để thôi ở đây hoài á. Bây giờ không biết là cái nhiều khi không biết cái cuộc ốm nào cơ. Nãy giờ nó có vẻ như nó mắc ói mấy lần hay sao á. Nghe nè, cái mùi ba kia bằng. Em tỉnh lại đi, em tỉnh nghe anh kể nè. Em buồn ngủ quá à. Nghe anh nói nè. Ba ông kia đã lớn chưa? Em bằng tuổi chồng em lớn không? Em biết người nào bao nhiêu tuổi đâu, bạn của ông kia mà. Ông kia già như ông 65 tuổi hay sao á. Ồ, nó xỉn. Ngủ thì ngáy dữ trời. Trời ơi, giờ dậy hết đây, chả chỗ cho em nằm dậy. Ôi, chừng như đồng, chừng ấy cho người ta. Trời ơi, dậy hết đây, buồn ngủ dữ lắm ơi. Ông dậy, ông nhậu nữa đó. Ông kia nhìn phong độ kìa ông. Tôi nghĩ ông kia chắc trốn vợ để đi qua bên cái Thư Kỳ nè. Chắc cũng nhằm mục đích gì đó. Cái ông béo béo á, ngồi trước á. Thì chắc nhìn phong vậy độ hết bỏ vợ vậy quá. Hết, để chạy chỗ ra nằm ơi. Tôi không tin là ba ông này uống rượu bia mà không làm gì con Thư Kỳ đâu. Trời
Trời ơi. Nói vậy thôi, bạn của ông bầu em đụng tới em lặng á, ông kia ông chém chết sao? Vậy, vậy hết đi. Vậy, vậy vậy tối nằm vậy đó. Vậy. Trời ơi ngủ như heo vậy. Vậy. Ơi mấy anh kêu cũng vậy giùm em ơi. Ngủ thì chết. Em. Ừ. Em. Nãy là nhậu rượu rồi có nhậu mồi không? Có mồi đâu, thấy cái mồi gì đâu. Ai biết mấy ổng đâu, em thấy nhậu em ớn quá rồi, em sống giờ em cũng đi tập tành coi có việc gì làm không chứ không có ở vậy hoài được. Em cũng đang đi kiếm việc để làm mà chưa có. Đi kiếm việc làm mệt muốn chết rồi, em định về em nằm ngủ mà về cái thấy gì nè. Mấy anh coi đi, mấy anh kêu mấy ổng dậy giùm em đi lôi ra chỗ khác giùm em. Cái này người ta đi ngang qua, người ta sẽ hiểu lầm đó là thiếu nữ ở cùng ba ông lão đó. Người ta đi ngang qua người ta hiểu lầm đó, trong khu hoang vu này. Dậy, dậy hết đi trời ơi. Dậy hết đi. Dậy. Thôi kìa, Thôi kìa. Ông chồng của em, ông đâu rồi? Ai biết đâu. Chắc là đi mua mồi nhậu thêm rồi đó. Trời. Buồn ngủ quá. Sao em nãy giờ anh thấy mà em có vẻ như là bị ngén hay sao á Thôi Kỳ? Buồn ngủ, đi kiếm việc làm mới về. Thấy áo khoác không còn chưa cởi nữa nè, buồn ngủ chết luôn. Hay bây giờ anh mua que thử thai cho em thử nha. Thôi Kỳ. Được không? Buồn ngủ quá. Dậy hết đi, dậy. Em cho người ta. Ông kia say mộng rồi. Nó đang mộng ấy á. Tôi thấy là hơi còi ấy nha. Ừ, thằng kia hơi còi ông ơi. Mấy anh kêu mày không dậy giúp cho em lận cho em ngủ thôi, buồn ngủ cũng chết rồi. Thường mấy người tao có thai đó hay buồn ngủ lắm á. Đúng rồi. Ngáp vậy em ngáp buồn ngủ. Chắc không có đâu, em mới đi. Em có nghén đâu, em có nghe mùi đồ ăn em có hỏi không? Ừ. Buồn ngủ quá, vậy hết đi, ba ông nội ơi. Em cứ về em ở với ông chồng đó là em cứ ngày nào cũng nhậu như vậy sao chịu được. Đó rồi. Ê, tính ra em, tính ra con bé này nó đô rượu cao hơn mấy hai ba ông cha nội kia nha. Vậy hết đi trời ơi, là trời vậy hết trả chỗ tôi nằm, vậy lẹ lên đi, lẹ vậy hết. Say xỉn hết rồi. Mấy ông này chỉ sao biết đâu? Chỉ báo xe rồi mấy ông mới sợ vậy thôi. Hình như là mấy ông né không cho một em mình quay hình hay sao ông ơi? Không phải đâu, cái này say rồi, biết gì nữa đâu. Nãy giờ tôi nghe cái gì nhậu vô kìa. Ngày ngủ còn mớ nữa đó. Thưa kì, còn nhậu nữa đó. Thưa kì, anh hỏi thật nha, trả lời thật. Đô em là được mấy lon? Trời ơi, em uống nhiều lắm nhưng mà đang cái hoàn cảnh như vậy em không có uống. Em mới vừa đi kiếm việc làm mới về. Buồn ngủ quá. Anh hỏi em đô mấy lon em trả lời gì vậy? Em không biết. Nếu mà uống thì là bao nhiêu mấy lon? 5-10 lon chứ. Rồi, ok xin. Ok xin. Mở. Xin hết rồi đó. Mấy này nó uống rượu mà. Chắc mấy xị quá. Rồi con bé nó vừa nói cái chuyện. Cái bụng nó bự bự kìa. Ông kia lớn tuổi. Tôi nghĩ là nó bầu của cái lớn. Bầu của tay xăm hình nó kìa. Tay xăm hình là cũng dữ lắm nè. Dân chơi rồi, dân xã hội rồi. Mà cũng thấy ốm ta. Có cái ông tôi nghĩ là ông béo béo là tác giả của Thư Kỳ sao á. Chắc chắn rồi con này nó đi test là sẽ bầu bì thôi, tôi nghĩ là như vậy. Giấu anh em mình, có thể chữa được rồi. Mấy ông này cứ tỏ vẻ là nhà giàu đại gia rồi tới đây rồi chẳng cho được con bé được cái đồng bạc các bạc nào hết, cứ nhậu nhẹt. Chỉ qua đường thôi. Qua đường thôi. Sớm muộn gì cũng bị thôi. Sớm muộn gì cũng bị thôi. Mấy anh ơi kêu mấy ông dậy giúp em đi, em buồn ngủ. Giờ không dậy kìa. Bây giờ em kêu thằng chồng em á. Chồng em về lỡ gọi mấy em vô em ngủ chung với ngồi nằm chung với ba ổng đi. Thôi tào lao quá. Chứ giờ em chỗ nào không có cái nhà không có chỗ mà ổng dành hết trơn rồi. Chắc anh thấy tay ông kia xăm hình kìa. Anh nghĩ là dân xã hội nên nó không dám gọi đâu. Chồng qua đi ngang qua đây thấy em hỏi chuyện đấy mà. Rồi dép kìa. Con bé nó mới có 24 tuổi mà nó giống như là 34 ấy ông ơi. Mà ông kia còi mà đeo đồng hồ Rolex ông ơi. Úi giời. Nó giấu. Nó sợ anh em mình lấy hay sao á. Ê nó phải nghe được ông ơi, nó nghe được. Nghe được ông ơi. Dân này dân xã hội rồi. Cái ông bé béo kia chắc bỏ vợ kìa.
bỏ vợ để theo Thư Kỳ. Tôi nghĩ là như vậy đó. Em Thư Kỳ, em nhìn ba ông em quái ông nào nhất? Thôi đừng có nói bậy. Bạn của ông nội ông bầu em đó, ông bầu em nghe là gượt mấy anh chạy không kịp bây giờ đó. Ông đấy ông thấp bé nhẹ cân, sao tụi anh sợ? Nhưng mà nó vô con lắm trời ơi, lúc là ai sống ai chết chưa biết đâu, đừng có nói vậy. Sợ nhỏ nhỏ con chứ có nhỏ lắm đó. Ba g- em. Em ơi. Em có cô kia, cô khán giả cô xem kênh á, cô nói em á là về làm con nuôi của cổ đi kìa. Nếu mà em có bầu á thì cô cũng nuôi luôn đứa con kìa. Chắc rồi dễ gì vậy? Lúc đó rồi tính đi, bây giờ em lo cái chuyện trước mắt đây nè. Bây giờ dậy hết đi, dậy hết, dậy không dậy luôn nằm đi. Ôi trời, buồn ngủ dữ lắm rồi. Ôi ôi, cô bác cả nhà, cô bác ơi, cho em một lời khuyên đi, cô bác ơi. Cô bác ơi, cho em một lời khuyên chứ gì. Rồi, nó ngủ luôn rồi. Nó ngủ luôn rồi. Cô bác cho em lời khuyên đi, bây giờ không có cách nào để giúp bé Thư Kỳ nữa rồi. Đi làm nó không chịu đi làm. Em. Tỉnh lại hỏi thăm xíu nè. Ôi ôi, nó có vẻ mệt lắm rồi. Nó tiếp ba ông chắc nó cũng đuối rồi. Cả nhà ơi. Nó ngủ luôn rồi. Dắt tới là nhậu nhẹt rồi thằng chả đi đâu không biết nữa, đi chắc là đi mua rượu á, mua rượu chưa về đó, nghe hơi rượu là mấy anh trai này dậy liền à. Em cái này là cái gì đây? Ôi ông đĩa của em. Cái này là cái gì, đưa cho mọi người xem nào. Ôi, cái gì đấy, ngồi xuống đây cho mọi người xem thấy cái nào. Ông đĩa gì, ngồi xuống mà. Ông đĩa. Đưa em có biết ý nghĩa của cái đó không? Em có biết ý nghĩa của cái đó là cái gì không mà em? Ông đại hấu đĩa, ông đại hấu đĩa của em. Nhưng mà để làm gì? Ngồi xuống cho mọi người. Ngồi cũ đi. Đưa để cho mọi người thấy. Đưa gần lại coi. Tới em giơ đi mọi người xem. Ông đại ông đĩa. Em đi đâu cũng mang theo luôn hả? Đúng rồi. Ý nghĩa đó là cái gì em? Thì thằng đại ông đĩa mình đó. Ý nghĩa là để làm gì? Để phù hộ cho mình nè, thấy không? Thằng đại ông đĩa. Em ngồi xuống đi. Ông em không chịu đi làm mà em cũng thờ, em đòi giàu có làm sao? Đâu em có phải đi làm chứ. Nhưng mà ít ra không có ai phá em ha. Không ai phá em hả? Có ông nữa kìa. Đây ông. Phụ em kêu ba thằng ông này vậy đi đó. Có một thanh niên. Đó bà. Dậy. Em gõ thử xem nó dậy không? Dậy đi, dậy hết đi. Dậy hết đi. Trời ơi, dậy. Say hết rồi. Trời ơi. Xỉn rồi. Kìa, thằng trái đem rượu về kìa. Dậy nhậu nước kìa. Xỉn luôn. Kìa. Đem rượu về kìa. Đi, dậy lên. Không, kìa, mấy ông đi em. Chứ bây giờ tụi anh đi vắng lắm, sợ mấy ông ụp á. Ấp á. Ôi, ỏi hay gì kìa. Ỏi kìa. Huệ. Cô bác cho em cái lời khuyên đi cô bác ơi. Ông bé béo kia thấy say xỉn ngoài ha. Nằm im du luôn. Ấy rồi. Em, bây giờ em nằm kế bên mấy ổng rồi, vợ con của mấy ổng tới rồi, có nhiều khi hiểu lầm rồi, ấn ghen em sao? Không có đâu, trời ơi. Ba thằng ông này nhậu với ông kia như cơm bữa vậy. Dậy hết đi. Ôi. Thôi. Thôi tụi em coi như là có nên kết thúc video bây giờ không anh em? Hay là chờ mấy ông tỉnh? Chờ chút xíu đi, bởi vì tôi vừa thấy ông qua bên kia kìa. Ông kia đúng không? Không biết là có phải bồ của em mới đi mua ấy về không? Anh em mình làm 3-4 phút nữa xem có ông chồng có về không nha. Vào kia rồi. Khi ông chồng có về không rồi anh em mình... Ai không biết đi. Lạ không? Con bé này nó ngủ ngồi luôn ơi. Ngủ ngồi. Dậy hết đi, dậy hết mai. Rồi, có khách tới chơi kìa, dậy hết đi. Em, kệ cho mày ổng đi. Cho mày ổng đi. Em tại sao khu này mà sao nhiều
người mà thanh niên đi cứ đi quay lại như vậy nhá. À? Khu này của ai vậy? Thì khu này có ai đâu, có biết đâu thì đụng đâu, ở đó thì đó ít ra có người qua lại thì em đỡ sợ, nói chung là không có sao. Nhưng mà chỉ bực bội cái là ông bộ em lâu ra ông tìm được em ở đây mấy đau đi nè. Bây giờ em tưởng đâu là ở đây yên tĩnh rồi ai về đâu. Ôi mệt quá. Thì tụi anh đến ba ngày rồi, em cho anh 20 điều uống được không? Không có. Thì tôi mà có tiền tôi đâu gây tôi ở đâu. Cởi mặt ra. Đi đâu? Dừng lại. Dừng lại. Không cho. Thôi tha thằng. Thôi tha rồi. Dạ, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm qua tụi em đã rước con bé Thư Kỳ về từ ngôi miếu hoang ở chạy ngoài vùng ngoại ô á. Thì bây giờ bé về đây rồi. Bây giờ chúng ta cùng tiến lại để hỏi xem bé tại sao mà lại chui trong rừng ở như này. Thư Kỳ! Thư Kỳ ơi! Ủa? Thì mấy anh đi đâu đây? Là tụi anh nè. Ủa, mấy anh vô đây có gì không? Trời lâu rồi mới gặp mấy anh. Ủa? Sao vậy? Hôm qua tụi anh dắt đi ăn rồi xong rồi đi với thằng nào mà lại chui vô đây rồi? Trời đất ơi, thì ông bồ em với em giận nhau rồi thì em không biết phải ở đâu. Rồi bên miếu người ta không có cho em ở. Em biếu quá em mới ra đây mở nè. Từ ngày hôm qua em đi em đã tìm lại ông bồ chưa? Qua nó anh thấy giận nãy nó chửi gì tùm lum la vậy. Sao ông đang nể ông bộ? Ừ. Thôi mệt quá, đừng nhắc tới thằng Chả nữa. Sao? Thằng Chả biết em thì em biết lại không biết thôi chứ. Nhưng nhắc tới làm gì? Ổng hơn em nhiêu tuổi vậy em? Thư Kỳ. Ông bồ em á. Ổng hơn em khoảng chừng mười mấy tuổi vậy. Mười mấy tuổi. Em lâu năm bao nhiêu rồi? Em hả? Em 2. Bữa em nói 24. Năm nay 24. 24 tuổi. 24 tuổi mà bồ em hơn mười mấy tuổi hả? Ừ. Ổng có vợ chưa? Ổng á hả? Ổng từng có một đời vợ rồi. Dạ, mà hôm qua rồi lúc mà về ổng có la em không? Lúc mà ổng giận em bỏ đi hồi lúc mà cắp còn ở miếu đó. Ừ. Rồi khoảng chừng tối đó ổng có qua gặp em nhưng mà em nói thôi đi đâu đi. Rồi cãi qua cãi lại rồi không biết giờ ổng đi đâu mất tiêu không biết nữa. Em mới ra đây mở nè. Dạ hả? Rồi lỡ giờ ổng tới ổng kiếm em thì em có chịu về không? Thôi mệt quá, không về đâu hết trơn á. Chứ nói chung á là thằng Chả biết em thì đã đi tìm em rồi. Còn này thằng Chả đâu có thương em đâu nữa, tử đâu có đi tìm em đâu. Thằng Chả muốn em tìm Chả, đừng có mơ. Không, nhưng mà Thư Kỳ này, ngày hôm qua anh thấy cái cách cư xử của ông ấy, anh thấy ông thương em mà, ông quan tâm đến em mà. Ổng mà thương em đâu có để em khổ suốt thời gian qua. Mấy anh cũng thấy rồi đó. Hổm gà em cũng nhờ mấy anh và Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em chứ ổng có lo được gì cho em đâu. Tới lúc mà thấy em có người giúp đỡ rồi đó. Ừ. Thằng Chả muốn quay về với em lận ăn ké thôi. Vậy hả? Trời ơi, chứ tốt lành gì. Sao qua ông nói ông bảo ông đi cày cuốc gì bốc mồ hôi sôi nước mắt thì ông ấy kiếm tiền nuôi em. À, cày gì? Cày ba rượu bia của ổng á. À, nhậu ghê lắm hả? Ừ. Cày ba rượu bia với bạn bè đó. Đừng có nhắc tới thằng Chả nữa, nếu như thằng Chả thương em đã đi tìm em. Ai vô kìa. Ông lại biết chỗ này ta? Ông lại biết chỗ này? Thằng bồ của Thư Kỳ, Ê, đừng làm bậy nha. Bồ hay chồng? Nó sẽ mắc cười. Nó sẽ mắc đồ mắc cười. Ông này Nghệ An hả ta? Ông này Nghệ An. Sao ông mà biết ông tìm cái này ta? Ông ngồi trong đi nha. Ông này đi kiếm mấy con kia đây. Mấy con nào bạn kia đâu? Anh vô rồi hả? Không hiểu vì sao. Anh kia. Anh kia. Anh làm gì vậy? Anh là cái gì của Thư Kỳ? Giờ sao tự nhiên về giờ anh lại kiếm người ta chị? Túi đen kéo vơ túi về mày ảnh là cái chí mà dạ mà lấy tiền thôi túi. Anh nè, hồi qua anh kêu giang hồ anh úp em mà sao giờ anh đây hả? Sao anh biết sao? Đây? Sao anh biết Thư Kỳ ở đây mà anh đi tới đây tìm? Túi đi tìm từ khi tụi dư. Sao hôm qua Thư Kỳ nói tối hôm qua về nhà anh đuổi Thư Kỳ đi. Bây giờ anh đi tìm chi? Khi tụi con ruộng đi mày chẹn rồi, tụi con lăng lăng. Có không Thư Kỳ? Không bị đuổi không? Tụi con hơi nồng tự. Thằng Chả lúc nào mà không có rượu bia trong người.
đi đi ra đây nói chuyện rồi kì, đứng đứng vậy ra đây nói chuyện với bà không nè. Bây giờ em có muốn ở đây hay theo bà Ni? Đây đâu kệ ta đi, anh giỏi đi theo mấy con kia đi. Em thứ kia nè. Sao? À quên ông. Ê, ông kìa. Ông làm gì vậy? Trật tự nha. Xong ngày hôm qua ông mạnh miệng ông tuyên bố không bao giờ ông quay lại ông gặp nó nữa mà. Đúng rồi. Tại vì tuổi dư không có ai yêu hết tuổi thì hận, tôi phải la ra đây kiếm hành về chứ. Trời ơi, thì ra là không ai chịu ông mới kiếm thư kỷ vậy. Thì không biết ai không chịu. Mấy anh cũng nghe đó tốt lành gì. Coi cái gương mặt ông này coi nè. Coi gương mặt coi. Ông này không được coi mặt, tôi không muốn lên trên mạng, không tôi không muốn cho ai coi mặt hết. Nhưng mà đàn em của ông đâu? Có tiền không cho anh? Say xỉn rồi về đây xin tiền. Nói em mấy ông có xài đâu, có xài đâu không? Biết thế nào quay về đây kiếm em là cũng vì tiền, tốt lành gì đâu. Lại thôi đi 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 đi. Thôi anh ơi, xấu mặt đàn ông quá anh ơi. Ủa nghe nói anh đại gia, vậy sao xin có 20 rồi anh? Ừ. Khi tôi đi đánh bài hết rồi. Khi tôi anh đi đánh bài hết rồi, em cho anh 20 đi uống được không? Không có. Thì tôi mà có tiền tôi đâu gây, tôi ở đâu. Cởi mặt ra coi, cởi mặt ra. Cởi mặt ra coi. Đi đâu? Dừng lại. Đàn ông kìa. Giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại. Giữ lại, không cho. Thôi tha thằng. Thôi tha đó. Trời ơi, quen bao nhiêu lâu rồi đó. Người ta giờ người ta giận, người ta nói vậy thôi mà cũng bỏ đi cho được. Đâu quay qua đây quay nói chuyện xíu. Đi qua đây ngồi ngồi. Ngồi đây nè em, ngồi đi liều đi. Trời ơi, hồi nãy vậy thôi, ta về luôn đi. Tự nhiên nói chi cho ông giận bỏ đi rồi. Ê, ông biết không ơi. Cái miếu kìa. Sao sao có ông để thằng Tài đó nữa? Em ông thằng Tài ông để mới thỉnh về. Em cầu mong cho mấy ổng phù hộ cho em, lận cho em khấm khá hơn, lận khỏi phải bơ vơ giống vậy. À, để coi như đỡ mấy cái vòng đồ nhập á hả? Với lại là thằng Tài Hữu Địa cũng mong ban phước ban lộc cho em, mong cho cuộc sống của em khấm khá hơn, có chỗ ở đồ ổn định, công việc đồ thuận lợi chứ sống vậy hoài cũng không. Rồi đó, em anh nghe em nói là mấy lúc mà ổng nhậu về ổng hay gái gú gì kia đó. Rồi có khi nào mà em ở nhà mà ổng dẫn bạn gái về ngay trước mặt em không? Có sao không? Trời ơi là trời, ông đó mà không có hả? Ơi. Em nhất cái đầu nhắc tới ổng, nói chung á là cũng hết chỗ nói. Em khổ với ông này dữ lắm, chắc kiếp trước mắc nợ hay sao á, là bữa nay dắt con này vô, rồi ngày mai dắt con kia, mốt dắt con nọ vô. Nhưng mà em chả hiểu tại sao em không bỏ ông được, làm như kiếp trước mắc nợ vậy á. Nhưng mà anh hỏi nè, bình thường ổng về á, em có chăm sóc ổng kỹ không mà sao mà ổng cứ kiếm bà này bà kia hoài vậy? Trời ơi, em nói thiệt với anh chứ em lo từ giấc ngủ, lo từng miếng ăn áo mặc luôn á. Vậy đó mà còn chưa vừa bầu, chưa vừa bụng mỏng nữa. Mà em hỏi mấy anh nè, mấy ổng dắt cái con nào á mà đẹp hơn em cũng không tức nữa. Dắt con nào con nấy hả? Trời ơi, đứa thì lụng khúc, đứa thì chà bá lửa gì nè. Trong khi đó là em cao ráo gì nè, dáng tướng em gì nè, mà còn chưa vừa bụng mỏng nữa. Bởi vậy á, đời mới có câu nói á, có không biết giữ. Mai mốt em giận em bỏ đi luôn á thì đừng có trách tại sao em mát. Rồi những lúc mà dẫn về vậy là em đi đâu hay là ở nhà luôn? Sao em chịu nổi? Em thấy ghét quá em bỏ đi đâu chứ em ngồi đó làm cái gì? Thì cứ mỗi lần em đi là cái qua bữa sau là ổng đi kiếm em vậy hả? Đúng rồi. Chứ mà em chả hiểu tại sao em không có bỏ ổng được, làm như mắc nợ sao á. Nhưng mà em bỏ đi mấy lần rồi mà không biết tại sao ông chả kiếm em hoài à. Em đi ra tới khu rừng này ổng còn kiếm được á là cũng hay lắm rồi đó. Mà em ra đây ở mấy lần rồi? Em á hả? Em ra đây em ở cũng bữa giờ rồi. Không, ý là lúc trước có đi ra lần nào chưa? Lúc trước thì không. Nhưng mà em ở mấy cái khu rừng dưới nhà hoang bên kia kìa. Nhưng mà mấy ổng dựa vào clip của mấy anh á. Ổng dựa vào clip của mấy anh á là kiếm được em hoài à. Em ghét em mới chui vô trong rừng hẻo lánh này em ở nè, lận cho nó kín đáo. Ai về đâu chả cũng vậy là biết rồi. Do hồi sáng mấy anh đăng em cái lúc mà em dựng cái liều nè, tụi anh đăng em lên á, rồi ổng coi được cái clip đó, ổng mới kiếm, ổng biết khu vực này ổng vô ổng kiếm đó.
là bởi vì mới nói đặng cái này mất cái kia, mấy anh thấy không, bây giờ phải